Xin chào bạn, chào mừng bạn quay lại với channel mình. Trong video ngày hôm nay mình cập nhật cho bạn về cái dự án Sida Chain. Thứ nhất thì có một cái tin gần đây thì có rất nhiều bạn đã nhắn tin cho mình nói là đã bị rút hết cái đồng Sida mà đào ở trên app này, khi mà các bạn hầu ở trên cái app mình đào ở đây. Và hôm trước thì có một cái anh có nhắn cho mình nói là anh bị là hack và rút mất là 122 đồng Sida. Thì mình cũng nghĩ là lag cái đăng nhập này, mình bảo có thể là do lag anh đăng nhập lại kiểm tra xem. Nhưng mà anh ấy có nói là cái lịch sử hoạt động giao dịch này thì có lịch sử đã chuyển 122 đồng Sida thì phải. Như vậy do cái tài khoản của anh ấy là bị nộ và có người đã đăng nhập được và đã chuyển mất cái đồng Sida quay ở đây. Và sang ngày hôm nay thì mình đã nhận thêm một cái tin nữa, có một cái người đào trên app này là đã bị chuyển mất là 1.200 đồng Sida quay nhé. Nên là mình cập nhật ngay cho bạn biết, nếu như bạn nào mà các bạn bị là hack mất tài khoản mà người ta chuyển mất đồng Sida thì các bạn nên bảo mật tài khoản để mà tránh trường hợp người ta lại rút tiếp khi mà các bạn swap ở đây. Đây, bạn nhìn thấy là rất nhiều người bị nha. Bạn này là 4 giờ trước này, cảm ơn anh em bị hack hết rồi này, đi làm nên không cập nhật thông tin, chưa kịp cài tạo cái hồ OT. Và ở bên trên này có một bạn nữa, cách đây là 1 giờ trước mình có 500 đồng cũng bị mất hết. Mới đầu vào thấy báo gửi về địa chỉ không xác định, rồi sau vào lại thấy báo địa chỉ ví đã ví nữa, mình đã xóa app nhé. Rất nhiều người đã bị là hack mất cái đồng là Sida khi mà để ở trên app mà không cài cái bảo mật là HUAUTHY hoặc là không bảo mật cái mật khẩu đăng nhập mà bị tiết lộ. Đây, mình cho các bạn xem cách đây 13 giờ trước có một cái bạn này có comment trên cái video mình nói về cái bảo mật tính năng là xác minh xác thực mã 2A. Thì bạn này nói là Sida tự chuyển quay mất sạch nào gần 1.200 đồng vãi đạn, vào kiểm tra giao dịch thấy nó tự chuyển chắc dẹp luôn app. Cái bạn này thì bạn ấy nghĩ là dự án tự chuyển, nhưng mà chắc chắn là có thể cái Gmail đăng nhập của bạn đấy đã bị là tiết lộ mật khẩu cho ai đó, người ta đã đăng nhập được và người ta đã là chuyển, người ta rút mất cái đồng Sida quay ở đây. Và tiếp theo nữa, có một cái anh bạn này thì anh này cũng đào dự án Sida, hôm trước có nhắn cho mình nói là anh bị hack mất là 122 đồng Sida quay. Thì mình có nhắn chắc là do lag, anh kiểm tra lại xem. Thì anh có nói là lịch sử chuyển đi mà lag gì em. Như vậy thì đã có rất nhiều người là bị chuyển, bị hack mất cái đồng là Sida nhé. Nên nếu như bạn nào mình chưa làm cái bước là bảo mật tài khoản thì các bạn thực hiện ngay. Hôm trước mình đã có một cái video mình cập nhật cho bạn về cái tính năng mới. Video hôm trước thì mình đã giới thiệu và hướng dẫn bạn về tính năng mới dự án là bảo mật cái tài khoản ở đây. Thì ở cái mục mà chữ V tích bên cạnh cái biểu tượng ví thì sẽ là cái mục để cho mình vào, mình sẽ thiết lập mã HUAUTHY là mã 2FA. Thì nếu như bạn nào mình chưa thiết lập thì các bạn cũng có thể mình nên là làm cái bước đấy. Và nếu như bạn nào mình bị là hack mất tài khoản Sida trên app này thì các bạn cũng nên là thực hiện cái việc là mình thay đổi mật khẩu đăng nhập ở cái mục mà cái mục mình đào ở đây. Thì sẽ có cái mục có chữ V bên cạnh cái ví này là cái nơi cho bạn vào thay đổi mật khẩu đăng nhập và mình cài mã 2FA. Nhưng mà trong lúc này thì cái hệ thống KYC port của là dự án đang bị lỗi. Lên khi mình bấm vào đấy thì nó đưa mình sang cái mục là đăng nhập KYC port. Tuy nhiên thì khi bấm vào đăng nhập này thì bị lỗi, chưa đăng nhập được. Thì nếu như bạn nào mà các bạn bị là hack mất tài khoản Sida thì các bạn cũng có thể là vào để mình bảo mật tài khoản. Và có một cái nữa để cho bạn bảo mật khá là tốt, nếu như bạn nào ấy mà các bạn chưa bảo mật tài khoản Gmail thì như vậy ở trên cái mail mà các bạn đào đăng ký dự án Sida trên ấy, thì nó sẽ có một cái mục là thay đổi mật khẩu Gmail. Thì các bạn nên là thay đổi cái mật khẩu Gmail này thì người ta cũng sẽ không lấy cái mã OTP để mà đăng nhập hay là để rút cái đồng quay của bạn trên app Sida trên đâu. Chẳng hạn như hôm trước mình có thay đổi, mình cài mã 2FA thì họ cũng sẽ gửi cho mình một cái mã OTP về trên cái thư mục rác. Thì đây chính là cái mã OTP mà dự án ấy, Sida trên họ gửi về cho mình, để mà khi mình có cái mã OTP này thì mình sẽ sao chép, mình quay lại mục đăng nhập, mình đăng nhập lại. Thì các bạn chỉ cần là thay đổi cái mật khẩu Gmail của bạn như thế này thì người ta cũng không thể nào đăng nhập vào Gmail để mà lấy mã OTP để mà đăng nhập vào cái app Sida trên. Và các bạn cũng thể cài thêm cái mật khẩu mà dự án mới có tính năng là cài mã 2FA, là cái phần là HUAUTHY. Thì ở trên video trước mình đã là hướng dẫn rất là chi tiết các bạn về cài 2FA. Nếu bạn nào mình chưa xem
thì các bạn có thể xem lại video trước để bạn biết cách mình thiết lập cái mã 2FA để mà bảo vệ cái tài khoản Shiza Chain. Còn bây giờ mình xin gửi đến các bạn video. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video. Mình xin chào bạn và hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau.